Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cắt một cái quần tây nữ theo thời trang bây giờ. Đầu tiên, ta cả đường cắt. Tiếp theo, 1,5 phân ta cả đường may trên lưng quần. Bây giờ ta bắt đầu kéo xuống chiều dài quần. Quần này là dài 96. Lai quần á là 4 phân. Lai quần 4 phân. Vòng đáy ở đây đo được 60. 60 ta hạ 1/3 đáy là hạ 20. Ta kẻ từ ngoài biên vào cách 2 phân để lấy cái sườn ngoài. Ngang đùi thân trước lấy 1/4 mông cộng cho 4 phân. Mông 94 là 1/4 là 23 năm, cộng 4 phân là 27 năm. 27 năm ta chia đôi ra lấy đường chính trung. Rồi ta kẻ dọc đường chính trung xuống, cắt đều với biên. Đây là đường chính trung, đường chính trung của thân quần, của thân trước quần. Chia lấy gối thì lấy chiều dài chia đôi cộng cho 5. Chiều dài là 96. 96 là chia đôi là 48, cộng 5 là 53. Khoét baguette vào 3,5 phân. Ngay đường baguette thân trước giảm 5 ly. 28 lấy trên là 27,5. Vòng eo quần là 72, với 1/4 eo quần cộng 5 ly. 72 chia đôi 36, chia đôi một lần nữa là 18. 18 cộng 5 ly là 18,5. Bắp chân 34. Gối 20, ta lấy thân trước 19, ống 16, lấy thân trước 15. Như vậy là gối trừ 1, ống trừ 1. Anh nối 3 điểm, đùi trước, gối trước, ống quần trước lại với nhau, nối 3 điểm. Kẻ đường sườn ngoài quần, đường một đường cong đều giống như đường hông của cơ thể con người. Giảm lưng trước 1 phân. 72 36 18, đây còn dư 2,5 phân. Chít một cái ben, vì cái quần này thì eo nhỏ cho nên ta phải có một cái ben. Túi xéo từ sườn ngoài vào 4 phân, miệng túi khoảng 15 phân. Ta cắt đường baguette trừ 2 phân. Từ dưới đường đáy lên đường vào baguette là khoảng 6 phân. Đường sườn cắt 2 phân đều. Đường sườn cắt 2 phân đều. Rồi đây là tôi kẻ đường cắt. Đường cắt. Cắt đều đường may 2 phân. Đường cắt, cắt đều đường may 2 phân. Đường khoét baguette, ta cắt 8 ly.
Quý vị có thể thấy rằng là ngay tại mông thân trước là nó vừa đúng 1/4 mông. Mông đây 94 thì thân trước ngay tại ngang của vòng 3 là chỉ có 23/5 là đúng 1/4. Bây giờ tôi cắt thân trước. Mâm gối để may gối thân trước và gối thân sau á trùng với nhau thì cái ly quần nó không bị chệch và cái đường sườn quần nó không bị chẹo. Thân sau thì ta trở đầu cái khổ vải lại. Ta đặt cái mảnh vải là nó cách đều với mép bàn, song song với mép bàn. Xong ta đặt thân trước lên. Trước lên và chúng ta đặt là cái đường ly là đường chính trung của cái thân quần á, nó cũng song song với là mép vải. Song song với mép vải. Ví dụ như đây, từ mép vải vào cái đường chính trung là 30, thì dưới chân cũng 30 và ngay gối cũng 30. Nếu nó lệch thì ta phải dịch lại cho nó đúng canh vải. Đó. Cái lưng sau của cái thân quần ta ve lên từ 4 đến 5 phân tùy theo cái mông sau lớn nhỏ. Mông sau càng diêu càng lớn thì ta phải ge cái thân sau lên nó càng nhiều. Thì bình thường thì chỉ có 4 phân thôi nha. 4 phân, đây là đường cắt. Đây đường may. Ngay cái baguette, ngay cái đáy thân trước á, ta hạ xuống 1/5. 1/5, tại sao 1/5? Từ vì cái thân sau nó sẽ cái đường chéo nó dài hơn. Nó dài hơn thì đường nó dài hơn. Thì nó mới đều với thân trước được. Từ trên lưng xuống 20 phân, đó là đường ngang của vòng 3 thân sau. Xong rồi ta kẻ một cái đường cắt. Cắt 2 phân, kẻ một đường may. Quần nữ thì thân trước là đúng 1/4 rồi. Đúng 1/4 rồi là 23/5 rồi. Thì ta thân sau ta lấy 1/4 vòng 3 là 23/5 cộng 1 phân là 24/5. Có nghĩa là toàn vòng cái thân quần này á, chỉ cộng cử động có 2 phân thôi. Nếu là người nào mặc rộng ta có thể cộng cử động 4 phân. Xong rồi ta kể đường xiên đáy. Đường xiên đáy thì nó chênh lệch 4 phân. Có nghĩa là ở đây 18.5 thì ở đây là 22.5. Ta kể đường xiên đáy. Đường xiên đáy xong rồi á, là ta lấy cái đường lưng. Lưng 72. Ở miền Bắc gọi là cạp đó. 72, 36, 18. 2/5 bên. Ra đấy là 1 phần quần nữ là 1/10. Ra đấy ngay đây. Đường sườn ngang đấy là đây. Ta lấy đường ngang đây 35, ta chia đôi ra, lấy đường chính trung của thân sau. Nếu quý vị lấy được cái đường chính trung của thân sau này á, thì gặp quần sọc á, cái ly sau quý vị sẽ ủi đúng cái sọc luôn. Quý vị sẽ ủi đúng sọc. Lấy lại đường gối. Lấy lại đường chiều dài. Lấy lại đường lai quần. Lai quần hoặc là gấu quần. Hoặc là gấu quần. Thế mình ta lấy được những cái điểm cơ bản rồi, ta có thể bỏ cái thân trước ra. Thân trước ra. Còn thân sau thôi. Thì hồi nãy tôi lấy đường chính trung của thân sau là chia đôi cái đường ngang đùi thân sau. Chia đôi đường ngang đùi thân sau, lấy điểm chính trung thân sau. Chính trung thân sau thì cắt đều với mép vải. 25. Đây cũng 25 luôn. Ta kéo đường chính trung thân sau lại. Kéo đường chính trung thân sau.
Đây là đường gối. Đây là đường đường ống. Đây là đường gấu, đường lai. Thì thân trước đây là 19. Thân trước ống quần là 15. Thì 19 ngay cả ngay gối thân sau ta cộng thêm 3 phân. 19 cộng 3 là 22. 22 ta chia đôi ra mỗi bên là 11. Đường ống 15 thì thân sau là 17. 17 thì chia đôi ra là mỗi bên là 8 phân rưỡi. Có được điểm đáy thân sau, gối thân sau, ta nối 3 điểm này lại một cách hài hòa. Nối 3 điểm lại nha, đó. Nối 3 điểm lại. Ta có thể kiểm tra ngay cái bắp chân á để ta lấy cho nó cân. Ngay bắp chân đây là 9,5 thì chia đôi là 19. Ta kẻ đường sườn ngoài mà cũng một cách hài hòa. Sau đó ta kiểm tra đùi đáy có đúng hay không, có đúng với mình khi đo hay không. Đây là khoét đáy thân sau. Bây giờ ta kiểm tra đùi nhá. Đùi ngang đùi thân trước cộng ngang đùi thân sau là thành tổng đùi thành phẩm 27. 27 đây 61. 61 mà đùi đây 55. 55 có nghĩa là 6 phân cử động. 6 phân cử động có nghĩa là mình cầm cái đôi vải lại là chỉ có 3 phân thôi. Là vừa đủ ngồi lên ngồi xuống thoải mái mà quần vẫn là body. Bây giờ đường đáy mình đo được là 60. 60 thì lưng thân trước 3 phân, lưng thân sau 3 phân là 6 phân. Ta cộng đáy trước. Cộng đáy trước 27,5, cộng thêm đáy sau. Cộng thêm đáy sau. Vừa đúng 60 luôn. Đó. Cái quan trọng của cái quần nữ hoặc là quần nam hoặc là quần sọc hoặc là quần kẻ caro thì quý vị phải lấy được đường chính trung của thân sau. Thì quý vị cắt cái quần kẻ, quần caro thì nó khi ủi ly nó mới đúng sọc được. Không thì nó lệch sọc là cái quần nó bị hỏng, bị hư nha. Thì cái đường may á của sườn thân sau cũng là 2 phân. 2 phân. 2 phân ta nối đường cắt lại. 2 phân. 2 phân. 2 phân. 2 phân. Ta cũng kẻ. Kẻ đường cắt đều 2 phân. Đầu lưng thân sau ta chừa 4 phân. Đường may dưới ta chừa đều 1/2. Đó. Phân 2. Nối từ 4 phân này xuống. Ben hoặc là ly thân sau thì ta chia đôi cái thân quần ra. 21 10,5. Nếu mà quần lưng cao á, quý vị kéo cái ben này hơi dài chút. Quần lưng thấp thì cái ben ngắn thôi. Quần thân sau mà nếu mà cao lên đến này thì cái ben phải dài xuống. Phải đến cái đỉnh mông thì cái quần nó mới đẹp được. Nói lại, thân trước á, mông thân trước ta lấy 1/4 mông này. Mông thân sau ta lấy 1/4 cộng 1 này. Có nghĩa là toàn vòng mông ta cộng cử động được 2 phân là quần nữ là vừa đẹp. Đùi thì cử động cỡ 5-6 phân. Nha. Như vậy tôi đã kẻ xong cái thân trước và thân sau. Bây giờ tôi bắt đầu cắt. Cắt đều 2 phân. Dưới này là 1/2. Cái đường đáy sau ta cũng cắt 2 phân. Ở dưới lai á,
hôm nay hơi loe ra một chút để khi lên live nó không bị dư hoặc là bị thiếu. Quần ống nhỏ xuôi xuống thì tao đến live tao phải may loe ra cho đủ khi lên live, xong là bấm gối. Tôi đã hướng dẫn cắt xong cái quần nữ cơ bản. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.